Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 17 tháng 12. Ông Duterte dự kiến đến các khu vực bị ảnh hưởng ở miền Trung và Nam của Philippines vào ngày 18 tháng 12. Cơn bão mạnh nhất đánh vào Philippines trong năm nay đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng. Lãnh đạo nước này cho rằng con số sẽ còn tăng thêm do quá trình đánh giá thiệt hại vẫn đang diễn ra. Theo ông Ricardo Zalat, lãnh đạo cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Philippines, ít nhất 12 người thiệt mạng và 7 người còn mất tích. Hầu hết người chết do bị cây đổ trúng và đuối nước. Tuy nhiên, ông Zalat cho biết đây chỉ mới là thông tin ban đầu và còn chờ báo cáo từ các địa phương. Bão Dai đổ bộ vào Philippines ngày 16 tháng 12 với sức gió lên tới 195 km/h. Hơn 300.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp tới nơi an toàn khi bão quét qua các khu vực ven biển ở miền Nam và Trung Philippines. Cơn bão cũng làm gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc tại nhiều nơi và tốc mái nhiều nhà. Cho đến nay, khoảng 18.000 người vẫn chưa thể về nhà. Đảo Siargao là nơi bị tàn phá nghiêm trọng. Tất cả các tòa nhà đều bị phá hủy, bao gồm văn phòng đối phó thảm họa. Tòa nhà giống như vừa bị đánh bom, phóng viên của đài ABS-CBN tại Siargao mô tả. Bão Dai đã giảm xuống cấp 3 sau khi đổ bộ, theo trang Tropical Storm Risk, và dự kiến rời khỏi Philippines ngày 18 tháng 12. Bão cũng gây mưa từ lớn đến rất lớn ở khu vực Tây bán đảo Visayas, các tỉnh Palawan và Negros Oriental. Mưa rất lớn ở khu vực Bicol, bán đảo Zamboanga, Quezon và phần còn lại của vùng Mimaropa. Đây là cơn bão thứ 15 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Cơn bão đã khiến nhiều chuyến bay bị hủy. Một số cảng biển phải đóng cửa, làm hơn 4.000 người mắc kẹt. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!